Nhiều thầy thuốc đông y tiêu biểu đã được vinh danh tại lễ kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam. Đây là những thầy thuốc có nhiều đóng góp cho sự phát triển lâu dài của nền đông y, đồng thời có nhiều cống hiến có phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho người dân. Được biết, Hội Đông y Việt Nam thành lập từ năm 1946 và đến nay hội đã có gần 70.000 hội viên. Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm tri ân những cống hiến đầy tâm huyết của các danh y qua các thời kỳ và những nỗ lực của toàn thể hội viên. Đồng thời vinh danh những thầy thuốc đông y tiêu biểu đã có những đóng góp to lớn và lâu dài cho sự phát triển của hội. Cũng tại buổi lễ, hội nghị tập huấn nâng cao năng lực khám chữa bệnh cơ xương khớp cũng đã được tổ chức dưới sự chủ trì của ban lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam, nhằm mục đích thực hiện tốt một trong những chức năng, nhiệm vụ được giao của hội đó là nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức cho hội viên. Thông qua hội nghị, hội viên của Hội Đông y Việt Nam sẽ được tiếp cận không chỉ là những kiến thức Đông y mới, hiện đại trong điều trị bệnh lý về cơ xương khớp mà còn là những kỹ thuật tân tiến của Tây y trong việc chẩn đoán bệnh, giúp hội viên có được góc nhìn toàn diện hơn, từ đó nâng cao được hiệu quả cao cho người bệnh.